Xin chào bác nha, chào mừng bác đã trở lại với trang kính cổ hồi xưa. Ngày hôm nay giới thiệu bác đó là cái kính Đốc Bụi La Mi sao bọc vàng pháp xưa, phiên bản đây là Đốc Bụi La Mi sao phiên bản limited, là phiên bản 590. Tức là dòng này nó sản xuất là cái dòng Đốc Bụi La Mi 590 đã sản xuất. Hiện nay thì nó sản xuất một thời điểm mà thập niên 50 mà chỉ sản xuất khoảng 590 cái thôi, trong phiên bản rất là hiếm. Bản rất là to, cái dòng La Mi sao to này thì rất nhiều bác thích, đặc biệt là trong một số các bác làm về bến bãi hoặc là làm gì đó thì rất là thích. Con này size 40, size khá to, 23 size to đấy. Ở cầu giữa nó có cái chuyện vuông nhá, rất rõ ràng này. Mọi thông tin chi tiết về kính thì bao giờ em ghi bên dưới video rồi, và kèm theo cái địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm, giá cả rất là rõ ràng, dành mạch chi tiết không bán thời gian hàng, càng phải có số là 20/1000. Mọi thông tin chi tiết về kính này ghi bên dưới video rồi, càng phải 590, phiên bản 590. Các bác nào ở Hà Nội, gần Hà Nội có thể qua địa chỉ nhà em ở ngõ 390 đường Trần Trinh, Đống Đa, Hà Nội. Số điện thoại là 0916566826 thì cũng là số điện thoại Zalo. Địa chỉ chính và trụ sở chính kính cổ hồi xưa nhất ở đây. Ngoài ra không có chi nhánh ở đâu, vì ngày nay rất nhiều đối tượng xấu giả danh trang kính cổ hồi xưa ở Hà Nội cũng như một số tỉnh, đặc biệt là trong số các miền Nam, thì bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, nguy hiểm hơn là bán hàng tàu. Tức là đối tượng đấy đã bán đa phần là hàng sản xuất nước thứ hai, thứ ba, thằng bán kèm theo trà trộn tùm lum tùm la. Đấy là cái điều mà rất nhiều các bác đã bị dính trong cái chiêu thức của đối tượng đấy. Còn bên em vừa xem này, bán kính cổ kính xưa, đồ cổ đồ xưa là hàng chuẩn 31, hàng sản xuất ở nước thứ nhất. Về kính cổ kính xưa, đồ cổ đồ xưa thì những cái nước vàng bao giờ nó sẽ đẹp hơn, đúng là hoàn thật, màu vàng sánh gương. Thế còn bán đối tượng bán hàng giả nhái thì là cái nước vàng nó mọc như một nước chè ấy. Thứ hai là dấu địa chỉ, dấu số điện thoại, đa phần là dấu địa chỉ rất nhiều nhất. Số điện thoại nó có để lên nhưng mà đều là số tam quy tứ quý, đấy là sim khuyến mại, sim rác, sử dụng rất nhiều sim số. Thứ ba là nó sau thời gian lập trang, lập kênh mới, trang đấy kênh mới lên rất nhanh, vù thì đó một điều điểm rất là các bác phải nhận biết là đó thuê đơn vị thứ ba quảng cáo marketing xem để ra review, để đăng ký kênh theo dõi một cách chóng ngoài chóng mặt đấy. Các bác hết sức tỉnh táo đầu không là sẽ dính ở cái chiêu thức của nó. Vì một số bác bảo là nên phân tích hàng thật hàng giả nhái thì rất đơn giản, những hàng thật thì người ta luôn luôn công khai địa chỉ và số điện thoại, và mua bán thì người ta đảm bảo tính pháp nhân pháp lý. Thứ hai là mục sở thị nhà có làm sao đánh vạ được. Đấy, chẳng hạn như cái kính này nhá, đây là Đốc Bụi La Mi sao sao 40 bản to, có giá là 7.700.000 hay còn là 7.700k, giá là 7.700.000 hay còn là 7.700k. Sản phẩm bán ra luôn luôn được bao chiếc bao đất toàn cầu trên toàn lãnh thổ. Bác yên tâm về mặt giá cả và chất sản phẩm. Về hình thức mua bán thì bác là chuyển khoản thì bác sẽ bắt là ship code thì cũng là được cả 100k. Về thời gian bán hàng từ 7 giờ sáng đến 23 giờ, cũng như từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, mà tất cả ngày trong tuần không nghỉ ngày nào, về ngày lễ Tết. Với điều kiện bác có điện thoại trước, tránh tình trạng đơn suất quá thì em đi vắng rồi đi thẩm định bị giá đồ cổ xưa, thì bác điện thoại trước thì là em sẽ liên kết bác từ xa và lắng nghe, thấu hiểu, tư vấn rất chuyên sâu đồ cổ xưa. Đấy là cái giá trị lớn mà khi mua đồ cổ xưa lâu năm, có thương uy tín 20 năm 30 năm, ngay cả số điện thoại là hơn 2 năm rồi. Nếu bác mua đâu mua nên chọn địa chỉ lâu năm và mua người con trai là tốt nhất, người ta tư vấn cố vấn chuyên sâu đồ cổ xưa. Chứ còn những đứa con gái ngày nay được thuê ấy, thì nó bán trên trang mạng xã hội Limitsystem thì là nó sẽ không bao giờ công khai địa chỉ đâu. Đấy, mà giấu địa chỉ xong nó lại rất là lưu manh, là nó bán là hẹn nửa đường. Cả một số đứa con trai nó cũng có bán cái đồ cổ xưa hay còn hàng hiệu, nó cũng thế, nó hẹn nửa đường này, nó hẹn chân tòa nhà, chân chung cư này, rồi hẹn những nơi công cộng, cộng đồng, thì để có khi nó xong phát là ủ trái quyền luôn, không biết tìm ở đâu luôn. Đấy, xong nó lại thay một cái sim số khác rượu với mình cũ. Đấy, rất nhiều các bác bị dính rồi. Và rất cảm ơn bác xem video, và xin chào, hẹn gặp lại phiên sau. Bác nào mà chưa kênh của em thì hãy đăng ký kênh màu đỏ có phải bên dưới video. Cái kính Đốc Bụi La Mi có giá 7.700.000 nhé, pháp xưa thập niên 50-60. Vâng, xin chào tạm biệt các bạn.